về học tập thì đầu tiên mình phải xác định được cái phương hướng của mình, xác định đầu tiên là phải xác định khối thi, xác định trường thi, rồi sau đó là mình sẽ vào cái quá trình xác định lên kế hoạch để học tập. Thì đầu tiên là mình phải xác định được một cái thời gian biểu cụ thể, mình xác định học mấy tiếng mỗi ngày, học vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì mình học bao nhiêu tiếng, mình cần làm cụ thể. Sau đó thì mình sẽ lên kế hoạch là hôm nào thì mình học toán, hôm nào học lý, hôm nào học hóa. Thì như thế thì mình sẽ có cái kế hoạch phù hợp mà khóa học hơn, thì mình có thể là học một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra thì thường ngoài ra thì nó có phần về phần đề thi á, về phần đề thi mình có thể là tìm kiếm đề thi qua mạng, rồi tìm kiếm đề thi từ những anh chị đi trước, và mình giải 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 đề á. Giải đề thì mình sẽ giải đề cũng có theo một cái khóa học, thế là mình sẽ làm một đề một lần, sau đó mình sẽ trước xem đáp án, nhưng mình sẽ xem lại những câu mình làm là đánh chậm á, thì mình sẽ xem xét mình tìm cách nào làm nhanh hơn. Sau đó mình sẽ xem qua đáp án một lần, sau đó mình sẽ làm lại thêm một lần nữa. Thì như thế thì mình sẽ nó thấm vào đâu, mình sẽ nhiều hơn và mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc giải đề. Thì đấy là những cái kinh nghiệm vào việc giải đề và làm đề của mình, thì chỉ có một ý như thế thôi. Và các bạn là xem xét và các bạn có tham khảo thì Như vậy về cái phân bố thời gian của bạn trong quá trình học phổ thông thì nó cụ thể như thế nào? Bạn có thể chia sẻ thêm được không? phân bố thời gian thì mỗi ngày là mỗi tuần mình có ta gọi là 7 ngày, như vậy là theo mình thì mình sắp xếp thời gian học trong 6 ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Mỗi ngày ta ngoài học ở trường thì mình theo mình thì mình sắp xếp vào ở nhà từ 2 đến 4 tiếng, như thế là đủ rồi, nhưng mà mình phải học có hiệu quả theo cái thời gian biểu mà mình đã đề ra. Vào chủ nhật thì mình có thể là nghỉ ngơi, tại vì mình cũng học, mình có thể là chơi cầu lông, đá bóng, mình có thể là chơi với gia đình bạn bè, nói chung là để có tâm trạng tâm lý nó thoải mái để có thể vượt qua cái con cái việc mình sẽ ôn thi. Còn ngoài ra ngoài học tập thì mình cũng phải tham gia những cái hoạt động của nhà trường, của đoàn trường, như là các cái hoạt động tình nguyện, rồi là cả một hạt tập thể, hoặc là những cái hoạt động khác ở bên chỗ đoàn đội á.